Rồi, xin chào cô chú và anh chị. Lại là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Ở đây thì với tư duy ha, một tiêu chí. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh chị mình một miếng đất ha, đã có sẵn nhà vườn nghỉ dưỡng anh chị ha. Rất thích hợp thì về đây cho anh chị mình mua ở nghỉ dưỡng ha. Ví dụ như anh chị ở các tỉnh thành và các thành phố lân cận ha, có thể về đây có một cái ngôi nhà vườn như thế này để anh chị có thể về đây mua ở nghỉ dưỡng anh chị ha. Đó. Thì trước tiên vào căn nhà vườn này ha, thì đầu video mình sẽ báo tổng diện tích ha, báo diện tích và giá cả lên cho chị mình. Sau đó mình sẽ phân tích con đường ha. Rồi, mình nói về con đường trước ha. Thì đây hiện tại là đường đá mi nè, ô tô thì vào tận nơi anh chị ha. Anh chị mình đi đến đó tầm khoảng chỉ có 50 mét thôi, đường bê tông nằm phía trước anh chị ha. Đó, thì vừa rồi một đoạn playcam đó, mình bay trên cao bay xuống anh chị cũng đã thấy rồi ha. Thì con đường này nè anh chị mình đi đâu đó thì chỉ có 50 mét là gặp đường bê tông ha. Thì mình sẽ gặp một con đường bê tông đó, anh chị rẽ trái á, nó tầm khoảng đâu đó thì 500 mét ha. Thì mình sẽ gặp một cái con đường nhựa ha, 500 mét mình sẽ gặp một cái con đường nhựa. Sau đó anh chị mình rẽ qua bên bên trái nữa ha, đường nhựa rẽ trái, mình sẽ ra quốc lộ 20. Thì nó sẽ là 4 km nha, đó, ra quốc lộ 20 là 4 cây số ha. Thì một hướng á, cái đường nhựa rẽ trái ra quốc lộ 20, 4 cây số là mình sẽ gặp là bệnh viện Gia Canh nè, ngã ba Gia Canh, chợ Gia Canh và km 115 văn phòng công chứng tại ngoài đó luôn ha, văn phòng công chứng Huỳnh Đức Khải và Nguyễn Thị Mai Sao ha, nằm ngay quốc lộ 20 luôn, cách 4 cây ha. Thì đó là rẽ phải của đường nhựa ha. Còn ra đến đường nhựa đó thì anh chị mình tiếp tục mà rẽ phải á ha. Cái kia rẽ trái thì gặp quốc lộ 20, còn rẽ phải anh chị mình sẽ đi vô một cái hướng đó là đường thông liên tỉnh ha, anh chị mình sẽ qua một cái hướng đó là Bình Thuận nha anh chị nha. Rẽ phải thì anh chị mình sẽ qua Bình Thuận, đi về hướng Tư Tề nè và Võ Xu Võ Đắc và Đức Tài nè, rồi xong rồi anh chị đi ra ngã ba Hồng Đồn về Đức Linh luôn anh chị ha, về Đức Linh luôn đó. Thì rẽ phải là đi ra bên qua Bình Thuận là chỉ có vỏn vẹn thì cũng tầm khoảng đâu đó là 4 km ha, là mình sẽ qua hướng Bình Thuận nha. Còn rẽ trái gặp quốc lộ 20 là 4 cây số. Thì ra đến quốc lộ 20 đó anh chị mình sẽ gặp đầy đủ tiện nghi ha, ngân hàng nè, rồi chợ nè, rồi Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, rồi trường học ô đầy đủ chứ không thiếu một cái gì luôn ha. Trường học mầm non, rồi các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi ngân hàng, bệnh viện, chợ, rồi đầy đủ luôn ha, không thiếu một cái gì ha. Ra quốc lộ 20 đó thì 4 cây số nha. Thì quốc lộ 20 đó anh chị mình rẽ trái, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Biên Hòa. Đâu đó nó sẽ là 90 cây, về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 115 cây ha. Còn rẽ phải của quốc lộ 20 thì anh chị mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc, nó sẽ là 70 cây, còn chị đi tiếp về thành phố Đà Lạt tầm khoảng 200 cây nha. Rồi, bây giờ xin mời anh chị mình đi theo mình vào nơi đây để tham quan một cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Ở đây anh chị thì với tổng diện tích ha, hôm nay mình sẽ mang đến cho anh chị mình đó. Thì nó có tổng diện tích ở đây anh chị là 2.200 m² nha, 2 x 2 2.200 m². Và giá mình cũng báo luôn ha, hiện tại chính chủ đang kêu giá là 2.2 tỷ nha, 2 tỷ 2, mà giá này vẫn còn thương lượng nha, chính chủ nha anh chị nha. Ở đây thì anh chị chủ đã làm sẵn một cái khung viên nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Đó, có nhà vườn nghỉ dưỡng nè. Rồi nói chung là nhìn sơ sơ anh chị cũng đã hình dung ra được một cái nơi mà để chơi nè, hoặc là để ở, để sinh sống ha. Ở đất của mình anh chị thì đây có chỗ đậu xe hơi luôn nè chị ha. Chỗ đậu xe hơi luôn, điện năng lượng mặt trời nè, có đầy đủ chân luôn ha. Và có cả camera giám sát 24/24 luôn ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi qua phía này ha. Ở đây thì hiện tại thì anh chị chủ cũng đang trồng rau nè anh chị ha. Cái này là đậu đậu que, đậu đũa nè hả. Còn ở đây là rau cải, rau cải ngọt. Cải ngọt này loại ăn bánh xèo anh chị ha. Cải cây đó, cải cúc ha, là ăn bánh xèo. Đó, rau củ quả ha, rất là nhiều. Đó, ở đây thì cà pháo. Trời ơi, chắc cà pháo nè anh chị. Nhìn chắc cà pháo hết hồn luôn. À, cái này mà gọt ra mà ăn mà chỗ nó bự bự cầm tay em luôn chị ơi, cà pháo quá hấp ha, rất là đẹp. Nó khung cảnh nhà vườn này chị ha. Đây thì cái này cái gì, bình bát nước này hả, bình bát khá đẹp ha. Ở đây thì anh chị chủ đang làm một cái nhà vườn ha. Bên đây thì có thêm cái nhà tiền chế nữa nè. Giờ mở cửa vô tham quan cái nhà tiền chế nè.
Hello. Cái nhà tiền giới này thì nãy chị nói chị làm cái nhà tiền giới này hết bao nhiêu tiền? Tổng chi phí là khoảng 80 triệu. 80 mấy triệu ha, cỡ đó ha. Đây mát lý tưởng lắm chị. Ở dưới này thì anh chị chủ múc cái ao nè, múc cái ao ở dưới nè, từ đây đi ra ha. Còn ở đây là cái nhà sàn, cái nhà tiền giới ha. Ở dưới thì hơi nước bốc lên rất là mát luôn ha. Ngồi đây rất là mát luôn. Bữa tối ra ngồi đây ngắm cảnh nè, gió hiu hiu rất là mát ha. Này làm để lập lưới nè anh chị chủ làm lập lưới á. Tối có thể ra đây nằm ngủ ha, mũi nó không có cắn lắm vậy ha. Mũi nó không có chui vô được. Đó. Một cái nhà tiền chế. Còn ở bên này thì một cái nhà vườn nè anh chị. Nhà này là nhà kiên cố luôn ha. Vậy anh chị chủ đã xây từng đôi, từng cách âm ha. Từng đôi, từng cách âm. Đó, một không gian thế này thì khó có thể chơi vào đâu được ha. Ở đây thì anh chị đã gào lưới B40 hết rồi ha. Gào lưới B40 xung quanh ranh giới rất là rõ ràng ha. Đó, nhìn khá đẹp anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong hướng căn nhà mình quay, mình review bên trong cho anh chị xem ha. Phía trước này thì có ao nè anh chị, có múc một cái, có làm một cái hồ anh chị. Cái hồ ha, để trồng những cái bông sen, bông súng cũng khá đẹp ha. Ở đây lúc trước thì có cái chanh dây, chanh leo ha. Nhưng mà để nó che khuất cái mặt tiền của cái hiên nhà, cho nên anh chị chủ đã tháo những cái chanh dây, chanh leo này ra ha. Đó, anh chị nhìn một không gian này mà khó có thể chơi được ha, rất là đẹp luôn nè. Đó, sáng sáng cái mở cửa ra làm ấm trà ha, làm ấm trà, ăn miếng bánh, ngồi đây nhâm nhi nhìn những chú chim hót líu lo ha, những cành cây. Đó, nhà cửa nè anh chị, chung rất đẹp luôn, rất mới luôn ha. Này anh chị chủ làm kiểu như là tường từng đôi ha, từng cách âm luôn ha, từng cách âm luôn ha. Đây hiện tại mình có giường ngủ nè. Đó, giường ngủ hiện tại là đang 9 giờ sáng luôn ha, mình đang review luôn. Đó, giường ngủ nè. Còn bên này á thì làm WC ha. WC. Đó, WC. Đây, WC nhà tắm rất là sạch luôn ha, rất thoáng mát luôn chị. Đây máy giặt đầy đủ ha. Còn cái phía này thì là một cái cánh cửa đi ra nè anh chị ha, phía sau nè. Đây. Đó, đây là không gian phía sau ha. Đây là phía sau. Đó, cái chỗ này thì anh chị vẫn còn nấu củi ha, vẫn còn nấu củi phía sau rất là mát nè. Ở đất của mình thì rào lưới ranh giới rõ ràng hết rồi. Từ đây đi qua bên kia rồi đầy đủ tất cả luôn ha. Đó, đằng sau có cái nhà kho nè ha. Đằng sau có cái nhà kho. Ranh giới rõ ràng hết ha. Đây anh làm cái nhà vệ sinh, giường ngủ nè, rất là thoải mái ha. Còn đây thì mình vừa nằm vừa xem tivi anh chị ha. Vừa nằm đây thì vừa ngủ vừa xem tivi. Có quạt rồi máy lạnh đầy đủ luôn ha, không thiếu gì hết. Phía bên này thì còn một khoảng trống nữa ha. Anh chị đang để đồ, hình như bán quần áo gì ha. Đang để đồ. Bên đây thì có làm thêm một cái WC nè anh chị. Đây. Đó ha. WC rất là thoáng mát, rất là sạch luôn ha. Ở đây cũng có đây khóa rồi. Một cánh cửa nhìn ra luôn ha. Chung là cửa nẻo rồi đầy đủ hết trơn luôn ha. Nhà vườn rất là kiên cố. Thì đây tường thì anh chị mình xây loại tường đôi đó, tường cách âm anh chị ha. Từng đôi, từng cách âm. Đây, phòng ngủ, giường ngủ nè. Nói chung là miếng này thì có điện, giếng nước, rồi wifi đầy đủ luôn anh chị ha. Camera thì giám sát 24/24 luôn nè. Đó, camera ha. Và cả điện năng lượng mặt trời xung quanh. Ở đây thì không khí ha, hiện tại Đồng Nai rất là mát ha. Rất là mát, rất là thích. Giống như trên Lâm Đồng, Bảo Lộc anh chị ha. Rất là mát. Vườn này thì đủ loại cây ăn trái luôn ha. Đủ loại trái cây luôn ha. Không thiếu một cái gì luôn chị. Đây có gì cái này cái gì. Bữa nói quên này. Cái gì mai mà tư quý.
Rồi vòng vòng đây có ổi nè, dừa nè. Rồi ở đây vườn này là thập cẩm luôn anh chị. Sambuche nè, rồi xoài nè. Cái này là để ảnh để rác lên anh chị ha. Đây để chứa rác lên ha. Làm cái này để chứa rác lên. Đó, nhà vườn nè ha, khá đẹp. Còn đây thì cái lồng này là bữa nuôi con chó. Đó, nuôi con chó. Đó, nhà vườn khá đẹp ha. Rất là ok luôn. Thì ở đây anh chị, nó chính xác ở đây là ở xã Gia Canh ha, xã Gia Canh thuộc về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha. Đó. Thì hôm nay mình mang đến cho anh chị thì nó có tổng cái diện tích ha. Mình mang đến cho anh chị tổng diện tích là 2200 m² ha. Hiện tại miếng này thì chưa thổ cư nha anh chị nha, chưa thổ cư. Nhưng mà đã làm sẵn một cái không viên cái nhà vườn như thế này nè. Đó. Và giá chính chủ đang kêu là 2,2 tỷ anh chị ha, 2,2 tỷ. Giá này có thương lượng trực tiếp chính chủ nha anh chị nha. Đó. Sổ riêng ha, pháp lý sạch, chính chủ. Anh chị có thể ra phòng công chứng, sang tên công chứng trong ngày nha. Đó. Thì mình cũng nói luôn ha, mình chuyên đi quay bất động sản nhà vườn chính chủ nha. Mình luôn luôn có ba cái tiêu chí ha, clip nào mình cũng nói. Tiêu chí thứ nhất, mình quay đất trên đất không màu mã nha. Tiêu chí thứ hai, mình quay đất không vướng quy hoạch. Tiêu chí thứ ba, đặc biệt mình không thọ giá, không kê giá nha anh chị nha. Ồ, nhà vườn này thì bước vào nơi đây thì khó có thể mà chơi được ha. Đó. Rất đẹp anh chị ha. Đủ loại trái cây luôn, bú sữa, chôm chôm, dừa, rồi ô gì à, bình bát, chanh dây, nhãn rồi, dừa đầy đủ ha, xoài rồi, mận khế rồi nè, đầy đủ luôn, không thiếu gì luôn ha, khá đẹp. Rồi mình sẽ đi ra mình phân tích cái con đường trước nữa ha, phân tích thêm con đường đó đó anh chị, hiện tại thì mình cũng nói luôn ha. Con đường đó là cái con đường lối đi chung anh chị, kiểu như vậy nè, mình phân tích cho anh chị xem ha. Là cái miếng này á, ngày xưa là cái dự án người ta phân lô ra, người ta bán ha, cho nên mỗi người thì mua mỗi lô liền kề với nhau thì nó chạy dài, mua với nhau thì từ đầu ngoài đó đó vô tới trong này luôn nè ha, vô tới trong đó luôn, mua mỗi lô với nhau. Còn cái con đường này á là mỗi bên các hộ ha, như chị chủ đã nói, mỗi bên các hộ thì đã có hiến đường 1 mét mấy 2 mét gì đó ha, đặng làm một cái con đường này rồi đi ra đi vô, cho nên con đường là lối đi chung ha. Cái đường hiển thị nằm ở đường bê tông phía trước, cách có 50 mét anh chị ha. Đó thì anh chị mình đi ra đó rẽ trái có tầm khoảng 500 mét thì gặp con đường nhựa của thuộc về xã Gia Canh ha, rẽ phải đi qua Bình Thuận luôn chị, qua Đức Tài, Võ Xu, Võ Đắc về Bình Thuận ha. Thì giờ lúc đó tầm khoảng thì thuộc về hướng Bình Thuận là 4 cây số ha. Còn anh chị mình gặp đường nhựa mà rẽ trái á, thì anh chị mình sẽ ra quốc lộ 20 là 4 cây số nha, là sẽ gặp ngã ba Gia Canh, chợ Gia Canh, rồi bệnh viện nè, rồi ngân hàng, văn phòng công chứng luôn ha. Đó, đầy đủ tất cả chân luôn ha, là chỉ có 4 cây số. Rồi rẽ trái quốc lộ 20 mà rẽ trái đi về hướng thành phố Biên Hòa 90 cây, về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 115 cây ha. Còn anh chị mình rẽ phải, anh chị mình sẽ đi lên hướng thành phố Bảo Lộc, nó sẽ là 70 cây. Còn đi tiếp về thành phố Đà Lạt tầm khoảng là 200 cây ha. Khá đẹp anh chị ha. Nhà vườn đó, xây thì rất là kiên cố luôn. Cổng rào đầy đủ ha, an ninh đầy đủ. À, và đất của mình anh chị mặt tiền quay về hướng Tây ha, hướng chánh Tây nha. Tiền về hướng chánh Tây. Và chính xác nơi đây á là ở xã Gia Canh ha. Ở đây thuộc về xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha. Thì diện tích hôm nay mình gửi đến nó sẽ là 2200 m². Hiện tại đất chưa có thổ cư ha. Giá chính chủ hiện tại đang kêu là 2,2 tỷ anh chị ha. Đó, cho 2 xào 2. Đó, hiện tại đất chưa thổ cư. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Anh chị nào mà quan tâm thì nhắc máy lên gọi cho mình hoặc là kết bạn Zalo ha. Mình sẽ gửi sổ nè, vị trí cho Google Maps cho anh chị mình xem, để anh chị mình biết là từ cái lô đất này về đến nhà của anh chị ở cái tỉnh thành hoặc là cái thành phố lân cận ở Đồng Nai ha, để cho anh chị biết là từ lô đất này về đến nhà anh chị là bao nhiêu cây số để anh chị mình sắp xếp và đi xem đất ha. Rồi, cảm ơn rất nhiều ha. Video mình cũng kết thúc ở đây ha. Sau đây là phần sổ sách nè, vị trí và Google Maps ha, mình sẽ gửi đến anh chị mình.
nha. Hiện tại mình có hai sổ ha, một sổ thì được hơn sào, còn sổ kia thì được sào mốt mấy đó, thì cộng lại nó được tương đương 2.2 anh chị ha, 2.2. Trái chính chủ đang kêu là 2.2 có thương lượng nha. Điện lượng mặt trời xung quanh giáp đất rất là nhiều luôn ha, camera giám sát 24/24 luôn. Nhà vườn thì kiên cố, xung quanh thì đã làm những cái nhà vườn nghỉ dưỡng rồi ha. Anh chị mua về chỉ có việc mà dọn vào đây ở thôi anh chị ha. Nói chung cũng có nhà cửa đầy đủ sẵn ở đây, và một mảnh vườn càng trái, những cái view nghỉ dưỡng như thế này ha. Rồi, video kết thúc ở đây anh chị ha. Bây giờ mình sẽ đưa chi tiết cơ bản sổ sách vị trí Google Maps về đến anh chị mình ha. Và đây là cuốn sổ đầu tiên anh chị. Đất của mình ở ấp 3, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Diện tích của cuốn sổ này là 1.026 m² ha. Mục đích sử dụng riêng. Còn hình thức sử dụng riêng ha. Và mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đến ngày 1/1/2060 ha. Hết hạn anh chị cấp sổ mới nha. Đây là cuốn sổ đầu tiên ha. Và đây là cuốn sổ thứ hai anh chị ha. Địa chỉ là xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì diện tích của cái sổ này là 1.113 m² ha. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng luôn. Mục đích sử dụng là đất trồng cây. Thời hạn sử dụng của đất mình thì đến ngày 1/1/2060 luôn ha. Hết hạn anh chị cấp lại sổ mới nha. Và đây là phần thông tin quy hoạch anh chị ha. Đất mình Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai nè. Ở đây mình vẽ theo một cái sơ đồ nè anh chị ha. Đây, diện tích 2.200 m² nè. Đó thì mình vẽ theo hai miếng đất nhìn anh chị ha. Đây, 48 mét mặt tiền nè. Bên đây dài xuống 35, bên đây dài xuống 49 nè. Phía sau thì nó được tới mấy chục mét lần ha. Đó, mấy chục mét là phía sau nở hậu ra rất là đẹp ha. Để mình cắt ra nè, tổng thể nè. Còn ở đây là cái đường hiển thị nè anh chị. Đây, đường hiển thị phía ngoài nè. Đi vô trong cái đường lô đất của mình, đi vô cái nhà vườn là chỉ có 50 mét ha. Để em kéo cho anh chị xem nè. Đó, đường hiển thị ngoài này nè, đường bê tông nè anh chị. Dân cư nè ha. Đây đường bê tông lớn ngoài này, rẽ vô bê tông nhỏ, rẽ vào miếng đất nè. Đó, đường hiển thị tới đây ha, rẽ vào miếng đất chỉ có 50 mét thôi. Đây anh chị để ý khúc này nè, em kéo lên cho anh chị xem ha. Đó, đường hiển thị ở đây ha, rẽ vào có 50 mét thôi anh chị ha. Đó, thông tin quy hoạch nè, đất trồng cây lâu năm kết hợp với tại nông thôn ha. Hiện tại thì sổ chưa thổ cư anh chị nha. Đây cái vị trí đất mình chấm đỏ ngay đây anh chị ha. Thì cái miếng đất của mình á, nó đi ra quốc lộ 20 nè anh chị, chỉ có là 4 km thôi. Đây trung tâm thị trấn Định Quán nè anh chị ha, là thuộc về đá ba chồng của Định Quán Đồng Nai đó ha. Đây thị trấn Định Quán nè, chợ Định Quán nè, đá ba chồng nè ha. Đó, đá ba chồng rất nổi tiếng Định Quán Đồng Nai. Thì từ trong miếng đất anh chị mình rẽ ra ngoài quốc lộ 20 là 4 cây số ha. Còn hướng này nè anh chị mình rẽ phải nè, anh chị mình sẽ đi qua đó là một cái hướng nè, giáp ranh Đồng Nai Bình Thuận nè anh chị ha. Sẽ đi qua Võ Xu, Võ Đắc và Đức Tài về ông đồn này kia ha. Đó là cũng đâu đó 4-5 cây luôn anh chị ha. Rồi đi ra quốc lộ 20 là 4 cây số, sau đó thì anh chị mình tiếp tục mà rẽ phải, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc 70 cây, đi tiếp về thành phố Đà Lạt tầm khoảng 200 cây. Ở đây anh chị rẽ trái nè, anh chị mình sẽ về một cái hướng đó là thành phố Biên Hòa ha. Đó, về thành phố Biên Hòa. Đó, từ đất rẽ vào hướng thành phố Biên Hòa. Thì từ đất về Dầu Dây trước đi ha, quốc lộ 1A Dầu Dây đó, thì tầm khoảng lâu đó thì là 50 cây số ha. Còn anh chị mình về hướng thành phố Biên Hòa đâu đó thì 85 cây, về thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 115 cây ha anh chị ha. Còn anh chị mình về Dĩ An nè, đây Dĩ An, thành phố Bình Dương, thủ Dầu Một cũng tầm khoảng 100 cây. Và đất của mình đi qua hướng thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cũng 100 cây ha. Về từ đất đi qua hướng Long Khánh, thành phố Long Khánh ha. Đất về thành phố Long Khánh thì đâu đó tầm khoảng là để em xem, từ miếng đất về thành phố Long Khánh tầm khoảng đâu đó là 50 cây số nha anh chị nha. Còn chị mình đi qua hướng Cẩm Mỹ, Lâm Sang, Sơn Tây nè, đây Sơn Tây, Sông Rây, Lâm Sang nè, thuộc về Cẩm Mỹ đâu đó là 60 cây số ha. Về đất của mình đi về Long Thành ha, Long Thành Đồng Nai, Bò Sữa Long Thành, Sông Ba Long Thành Đồng Nai tầm khoảng đâu đó là 70 cây số nha. Và miếng đất của mình đó anh chị, cái nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Liên Khương Dầu Dây, thì lô đất của mình nó nằm cạnh nút giao cao tốc đó, vỏn vẹn chỉ có là 2 km thôi anh chị ha. Rồi, cảm ơn chị mình đã dành thời gian xem video ha. Thì anh chị nào mà quan tâm thiện chí thì nhắc máy lên gọi cho mình nha, hoặc là kết bạn Zalo ha, mình sẽ tư vấn nha. Rồi, trước khi kết thúc video thì là xin cô chú anh chị cho là một lượt đăng ký kênh ha, một lượt subscribe để là có động lực thúc đẩy tinh thần đi quay bất động sản nhà vườn chính chủ gửi đến với cô chú anh chị mình mỗi ngày và hàng ngày ha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Video mình cũng kết thúc ở đây ha. Xin hẹn cô chú anh chị mình video tiếp theo lần sau nha.